Đời người như giấc mộng, hãy thức tỉnh. Tại thế giới này, con người lại buông cái chân thật để nắm giữ cái giả dối. Do đó, đời đời kiếp kiếp quay lưng với sự giác ngộ để hòa hợp với bụi trần. Túy sanh mộng tử. Túy sanh có nghĩa là trong lúc sống thì như kẻ uống rượu say, không biết mình từ đâu sanh về đây. Mộng tử có nghĩa là đến lúc chết thì như kẻ đang nằm mộng, không biết chết sẽ về đâu. Ai ai cũng sống trong mộng, lấy cái giả mà cho là thật, ham danh ham lợi, lòng tham không bao giờ ngừng dứt. Ở trong mộng thì bạn thấy mình làm quan, hoặc phát tài, hoặc có địa vị, quyền lợi, danh dự, hoặc có vợ đẹp, thiếp sinh, con cái đầy nhà, vinh hoa phú quý, hưởng thọ không hết. Giả như trong lúc mộng ấy mà có người nói với bạn rằng, ông ơi, đây chỉ là hư vọng thôi, không phải thật đâu, thì bạn sẽ chẳng bao giờ tin. Chờ đến khi bạn tỉnh dậy rồi thì chẳng ai nói với bạn là bạn đã nằm mộng, bạn cũng biết rõ là mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Đêm qua nằm mộng thấy Đậu Trạng Nguyên làm tể tướng, làm hoàng đế, thành thần tiên, hạnh phúc vô cùng. Ngày hôm nay tỉnh lại, ôi, tất cả chỉ là một trường xuân mộng. Xuân mộng tức là giấc mộng rất ngắn ngủi, đó là sự tỉnh thức. Nếu không tỉnh mà chọn mộng là thật thì sẽ tham luyến, không buông bỏ, chấp trước sự mê mờ và chẳng bao giờ được giác ngộ. Bây giờ mình chính là đang chiêm bao giữa ban ngày mà chưa thức tỉnh, do đó sống một cách hồ đồ, rồi cũng hồ đồ mà chết đi. Sanh ra đây là từ đâu tới, chết rồi mình sẽ đi đâu, không biết, cả một đời chẳng bao giờ tỉnh. Các vị hãy nghĩ xem, như vậy thì có ý nghĩa gì? Có gì mình phải lưu luyến, có gì đáng để mình không buông bỏ tất cả? Cả đời mình đều bị sợi dây tam độc và ngũ dục trói buộc vô cùng chặt chẽ, đến nỗi không có tự do để chuyển hóa bản thân, thì đừng nói chi đến chuyện giải thoát. Do đó, bạn phải phát tâm xuất gia tu đạo, dụng công ngồi thiền, nỗ lực lạy Phật, tức là mình tự cởi mở sợi dây tam độc và ngũ dục. Cuối cùng sẽ có một ngày được hoàn toàn giải thoát. Lúc ấy, mình sẽ thức tỉnh, quay đầu nhìn lại những điều mình đã làm trong quá khứ, đều hoàn toàn như ảo mộng, tất cả đều chẳng phải là chân lý. Nay thức tỉnh rồi, mình mới thoát ra khỏi vòng tam giới, không còn bị hạn chế trong sanh tử, tự do muốn sanh thì sanh, muốn chết thì chết, tự do tới và đi theo ý mình. Đó mới là chân chính giải thoát, đó là đại mộng sơ tỉnh vậy. Thói thường, chúng ta cứ giữ chặt cái hư giả, dối trá mà quên mất đi cái chân thật. Thế nào là cái hư giả dối trá? Chính là sự khoái lạc sung sướng của ngũ dục, tài sắc, danh, thực, thùy. Thế nào là cái chân thật? Tức là sự sung sướng của Niết Bàn ở trong bốn đức, thường, lạc, ngã, tịnh. Tuy nhiên, con người rất quái lạ. Điều chân thật mất đi thì không sợ, nhưng khi điều giả dối mất đi thì lại sợ hãi vô cùng. Vì sao vậy? Bởi vì người đời ai cũng nhận giặc làm con, bỏ gốc chạy theo ngọn, lấy cái giả cho là thật, không thức tỉnh, do đó vẫn còn trong mộng, tham luyến cảnh giới của giấc chiêm bao. Bởi do nhân duyên mình dấy khởi sự mê mờ, tạo ra ác nghiệp rồi thọ sự báo ứng, giống như một hạt bụi bay lượn trên không trung, không tự làm chủ mình được. Hạt bụi ấy cứ tùy theo nghiệp lực rồi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, không lúc nào ngừng nghỉ. Cho nên nói rằng, đã bất phá danh lợi quan, khiêu bất xuất luân hồi khuyên. Nghĩa là, đánh không sập cửa danh lợi thì nhảy không thoát vòng luân hồi. Đến lúc nào bạn không bị cảnh giới làm động tâm, lúc ấy bạn mới thoát ly khỏi cái vòng lục đạo luân hồi. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 21 tháng 8 năm 1983. Thế nào là ngũ suy tướng hiện?
Khi đã làm nhiều việc thiện, công đức đầy đủ rồi, bạn sẽ sanh lên cõi trời, hưởng thọ sự khoái lạc. Các vị thiên nhân thì thường ở trong định, họ lấy sự khoái lạc thiền định làm thức ăn, có khoái lạc của pháp vị sung mãn. Song le, sự khoái lạc ấy chẳng phải là cứu cánh. Chờ đến lúc họ đã tận hưởng hết phước trời, thì tự nhiên đọa lạc vào luân hồi, chịu quả báo xưa kia đã làm. Phước báo của các vị trời, hễ nghĩ đến y phục, thì y phục tới ngay. Nghĩ đến ăn uống, thì ăn uống có liền. Y phục của họ rất nhẹ, chỉ có 3 thù. 24 thù là một lượng, tức là rất nhẹ. Cho nên nói rằng, thiên y vô phùng, nghĩa là y phục không cần may cắt gì cả. Lớn nhỏ thế nào, muốn là nó sẽ vừa khít, không to quá, cũng không nhỏ quá. Hễ muốn ăn uống thứ gì thì thực phẩm sẽ tức khắc hiện ra trước mặt. Không quá nhiều cũng không quá ít, làm cho người ăn được thỏa mãn. Các vị trời đến lúc lâm chung có 5 tướng suy hoại hiện ra. Thứ nhất, hoa quan khô nuy, nghĩa là cái mũ hoa khô héo. Các vị trời có đội mũ bằng hoa, trang nghiêm vô cùng, không bao giờ khô héo. Nhưng đến lúc lâm chung thì mũ hoa đó tự nhiên héo tàn. Thứ hai, y phục cấu nị, nghĩa là y phục dơ bẩn. Các vị trời mặc áo quần không những là đẹp đẽ thanh khiết, lại chẳng dính một hột bụi, không cần giặt rũ gì cả. Đến lúc gần chết, tự nhiên áo quần của họ trở nên dơ giấy, bụi bậm dính vào. Thứ ba, dịch hạ hạn suất, nghĩa là nách chảy mồ hôi. Thân của các vị trời thì không bao giờ toát mồ hôi, nhưng đến lúc hấp hối lâm chung thì dưới 2 nách mồ hôi xuất ra. Thứ tư, thân thể xú uế, nghĩa là thân thể có mùi hôi. Các vị trời do trước kia tu hành rất là chân chính, nghiêm trì giới luật, do đó họ có giới hương, nghĩa là hương do giới luật sanh ra, thường phóng ra mùi hương thơm ngát. Vì sao thân của chúng ta có mùi hôi thối? Là vì chúng ta không giữ giới luật. Khi mình hấp hối, đến gần chết thì thân mình phát ra mùi tử thi. Thứ năm, bất lạc bổn tòa, nghĩa là không thích chỗ mình ngồi. Các vị trời lúc nào cũng ở trong định, luôn như như bất động, liễu liễu thường minh. Nhưng đến lúc 4 tướng suy hoại hiện ra, thì các vị trời nhìn thấy nó, biết mình sắp chết, do đó tâm tán loạn dần dần, vọng tưởng khởi lên lăng xăng, ngồi cũng không yên, đứng cũng không yên, đứng rồi lại ngồi rồi lại đứng, quay đi quay lại mấy lần thì tắt thở. Khi họ chết thì đầu thai vào lục đạo luân hồi. Nếu nghiệp địa ngục của họ 9 mùi thì họ tới địa ngục thọ sanh. Nếu nghiệp súc sinh 9 mùi thì họ sẽ đầu thai thành làm thú vật. Nếu nghiệp Atula 9 mùi thì họ sinh vào cõi Atula. Nếu nghiệp làm người 9 mùi thì họ đầu thai vào cõi người. Tuy nhiên trong mỗi cõi thì có thiên sai vạn biệt, đủ loại đẳng cấp khác nhau. Thí dụ như trong cõi người, trên cao cùng tột bậc là hoàng đế, dưới cùng hết thảy là kẻ ải. Có người thì thông minh, có kẻ thì ngu si. Có người thì trường thọ, có kẻ thì chết yểu. Có người thì mạnh khỏe, đều do nghiệp lực chiêu cảm mà thành.